Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn cách làm mã QR code luồng xanh xe tải nha. Thì hôm nay cái video này mình xin giới thiệu với các bạn về cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách làm cái luồng xanh này. Đó, luồng xanh này là cho cá nhân không kinh doanh vận tải nha các bạn. Đây, cá nhân không kinh doanh vận tải. Thì nhiều bạn thắc mắc hỏi là mình là tại sao là xe kinh doanh vận tải thì được làm, còn xe kinh doanh không kinh doanh thì không được làm. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn luôn là xe không kinh doanh vận tải vẫn được làm như các bạn. Thì các hướng dẫn thì nó cũng tương tự như xe có kinh doanh vận tải thôi, nhưng mà thủ tục nó hơi nhiều một xíu. Do là cái thông tin của mình á, trên cái thông tin của xe của mình á, trên tổng cục đường bộ á, là nó cũng rất ít, nên bây giờ mình phải bổ sung rất là nhiều thông tin. Nhưng mà thì thứ nhất, hướng dẫn làm luồng xanh, thì nếu các bạn nào thí dụ như là cần hỗ trợ thì các bạn có thể liên hệ với hai số điện thoại này ha, thì bên mình sẽ hỗ trợ là tư vấn cho các bạn là 24/24 nha. Rồi, bước chuẩn bị thứ nhất là các bạn phải có một cái máy tính hoặc là laptop đó. Nếu các bạn không chuẩn bị được một thì tốt nhất là các bạn nên gọi vào số hotline để bên mình hỗ trợ ha. Nè, nếu các bạn đã chuẩn bị xong một cái laptop và hoặc là một cái máy tính rồi thì mình sẽ bước vào bước thứ hai, đó là chuẩn bị hồ sơ để làm mã QR code. Hồ sơ này là hồ sơ cá nhân không kinh doanh vận tải. Ở các video tiếp theo mình sẽ có là có kinh doanh vận tải, xe công ty không kinh doanh vận tải, vân vân, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm trước về cái cá nhân không kinh doanh vận tải. Thì nếu mà cá nhân không kinh doanh vận tải thì mình sẽ có những thủ tục sau như các bạn. Thứ nhất là chứng minh nhân dân chủ xe hoặc là chủ phương tiện hiện tại. Thì có nhiều khách cứ hỏi mình là xe không chính chủ do chưa sang tên nhưng mà có hợp đồng mua bán này nọ thì vẫn có được không, thì mình báo luôn cho các bạn là vẫn được nha các bạn, vẫn được. Tiếp theo là bằng lái của tài xế đó. Bằng lái của tài xế thì cái xe của mình á, thì nó thí dụ như nó 3 chỗ ngồi đi, thì mình có thể là tối đa 2 tài xế và 1 người đi theo. Còn nếu mà xe nào nó có 2 tài thôi, 2 chỗ ngồi thì có thể là 2 tài hoặc là 1 tài 1 người đi theo như vậy. Lưu ý là người nào ngồi trên xe đều phải có giấy test Covid âm tính hết. Nó chỉ có hiệu lực trong 72 giờ thôi, nhưng mà 72 giờ trở lại thôi. Đó. Rồi tiếp theo là giấy test Covid này. Giấy test Covid này nó có hiệu lực trong 72 giờ. Nhưng khi các bạn mà nộp cho mình á, để mình hỗ trợ á, thì mình khuyên các bạn là nên trong 48 tiếng thôi. Tại khi mà 24 tiếng còn lại thì mình sẽ nộp cho bên Sở Giao thông Vận tải. Thì trong thời gian đó, lúc người ta xét duyệt á, lỡ thí dụ như là thời gian nó chờ hơi lâu một xíu thì nó sẽ không trả hồ sơ về các bạn. Thí dụ như nó còn một ngày còn lại thì mình vẫn còn dư thời gian để mà bên Sở Giao thông Vận tải người ta xét duyệt cho mình ha. Tiếp theo là cà vẹt xe thì nếu mà khu vực miền Trung hoặc là miền Bắc thì mình có thể gọi là đăng ký xe đã. Rồi tiếp theo là đăng kiểm. Điểm xuất phát thì các bạn có thể là ghi là nơi mình bắt đầu đi á, càng cụ thể càng tốt. Tất nhiên là có thêm số nhà, địa chỉ, phường xã gì đó, càng được cụ thể càng tốt các bạn. Điểm kết thúc của mình thì nó có thể có được nhiều nơi hoặc là nhiều tỉnh ha. Ví dụ như các bạn đi xuất phát từ Long An, các bạn đi Sài Gòn, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu thì có thể được hết như các bạn. Mình sẽ khai vào lộ trình di chuyển thì đơn giản thôi, các bạn đi từ điểm xuất phát nè tới điểm kết thúc mình đi qua đường nào thì mình sẽ khai là đường đó, mình kiểm tra trên cái luồng xanh quốc gia đó các bạn. Đó, mình khai mình đi đúng đường để thí dụ như là khi mà mình tới cái điểm đó
cái chốt đó, cái chốt kiểm tra đó, thì ví dụ như đúng đường thì người ta sẽ quét cái mã COVID người ta cho các bạn qua nhé. Nó rất là quan trọng nha các bạn, cái lộ trình di chuyển này nó rất là quan trọng. Tiếp theo là loại hàng hóa chở là gì, cụ thể luôn nhé các bạn. Các bạn đừng có ghi là hàng thiết yếu này nọ gì, nói chung là nhiều đơn vị người ta trên sở giao thông đó, người ta vẫn cần cụ thể hơn để người ta phân loại và có thể chấp nhận được cái loại phương tiện mình chở hay không các bạn. Tiếp theo nữa là phần 3, các bạn sẽ tải cái đơn đăng ký luồng xanh về để mà mình khai báo thông tin đồ đầy đủ, rồi các bạn sẽ điền thông tin trên cái luật phòng luồng xanh. Tiếp theo là mình kiểm tra lại lần cuối rồi mình nộp nha. Rồi bước thứ tư là nó sẽ kiểm tra thư mục ở phần thẻ đăng ký. Thì đây là tất cả những gì là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong ngày hôm nay ha, trong video này ha.